Hey, hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với channel youtube của mình Hạnh nhá Rồi hôm nay mình sẽ tiếp tục trở lại với uh, siêu xe anh em ạ Và mức vốn hôm nay mình mang vào là một mét anh em nhá Và giờ, bây giờ mình sẽ tiếp tục anh em ạ Đấy, với non công thức 3 đến 4 cửa trên uh, siêu xe cho anh em xem và tham khảo nhá Rồi thì uh, sau khi tham khảo mình sẽ bắt nhịp với anh em này ba cửa đầu tiên anh em ạ đó mình sẽ đi với khai lát và quốc chen đặc biệt là mình sẽ lót x10 anh em nhá mẹ luôn nhá đây rồi, chắc chắn rồi anh em ạ. Đó anh em ạ, đá về tới đây là ba cửa đều nó thành công anh em này. Quốc bon chen này, đấy, khai lá này và mẹt anh em nhá. Đó, ba cửa là mình đã nó thành công rồi. Nếu như về vào điểm đấy nữa thì chắc chắn là cửa nào sẽ thành công anh em ạ. Đấy. Thì đã thành công cửa đầu tiên anh em nhá, Vì cho mình quốc uh, bon chen rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục trở lại với quốc bon chen anh em ạ và thêm một cửa anh em nhá. Lần này mình sẽ lót thêm mà uh, uh, bên anh em ạ. Ok chưa à? Đây rồi anh em ạ, siêu phẩm rồi. Đấy, đã về cho mình X20. Ấy à, trời ơi mét tư quá ngon luôn này, anh em ạ. Thì uh, X20 thì mình đã nó thành công về 70k anh em nhá. Đó, hai cửa như vậy là đẹp rồi này. Đây thì uh, sau khi thành công uh, một cửa X5 và một cửa X20 thì uh, bây giờ mình sẽ tiếp tục tham khảo lại với bốn cửa tiếp anh em nhá. Đấy là này mình sẽ vào uh, Mazda này, ok chưa? Workbon chen và bên đúp anh em ạ. Đấy và tiếp tục vào uh, X20 anh em nhá. Rồi, cửa này thì chắc chắn là không thành công rồi anh em ạ. Vẫn tiếp tục về cho mình à siêu xe rồi về X40. Đó anh em thấy không ạ? Đặc biệt hôm nay là về khá như dày ở trên cửa trên anh em ạ. Đây X10 có về hai cửa gần nhất này. x 20 này và X40 anh em ạ. Rồi thì lần này mình sẽ đi với hai trên hạ dưới anh em nhá. Mình sẽ X10 x 20 mỗi cửa như vậy mình sẽ đi hai với 100. Còn ở dưới X5 mình sẽ đi 300 anh em nhá. Ui giời ơi, may anh em ạ, à, quá may mắn luôn. ấy nếu như mà không thành về Mazda thì à, xin lỗi anh em, không về cho mình khai đá thì mình cũng đã lót sẵn ở à, hai 20 rồi anh em ạ. À. Nếu như vượt qua một cửa thì chắc chắn là mình sẽ thành công cũng ngon luôn. ấy lót 100 anh em nhá. Rồi. Tiếp tục lại à, thành công ba cửa anh em nhá. Quá wow, ok đúng không ạ? Đây bây giờ mình sẽ vào à, tiếp với à, khai à, lát này, quốc bon chen này và bê đúc luôn nhá. Đây rồi, quay lại cho mình cuộc bon chen rồi anh em ạ. Quá ok chưa? Quá ok chưa anh em? Đấy, quay lại với cuộc bon chen ngon lành thật sự luôn anh em ạ. Rồi, mấy cửa rồi anh em. Hiện tại bây giờ là 5 đến 5 cửa rồi anh em ạ. Vẫn thành công anh em nhá. Và tiếp tục anh em này, cửa này mình sẽ đi vào tiếp với quốc bọn chèn Chen tiếp anh em ạ. Đấy, cửa này xem nó về đôi không đây. Đấy, khai lát và bê đúc nữa anh em này. Ui giời đúng rồi Đúng rồi anh em ạ Qua rồi Qua rồi ấy về khai lát 200 Quá đẹp Quá đẹp luôn này anh em ạ Đó Cơ bản là thế này anh em này Nếu như anh em vào mà chắc chắn như vậy Thì khi nào cũng thành công anh em ạ Và đặc biệt đấy anh em nhá Đấy cửa dưới anh em ạ đấy, Khi nào cũng sẽ về nhiều hơn là cái chắc chắn rồi Đấy, cho nên là mình mới nói với anh em ở trên chỉ nó một thôi khi nào mà về ấy liên tục thì mình sẽ đi đôi anh em ạ đi đôi nhá, đi 50 ví dụ như ở trên hai thì dưới hai anh em ạ ok chưa ạ? Đây anh em này, tiếp tục về cho mình cua bon chen ok chưa ạ? Đó, quá ngon lành đúng không ạ? Ấy nó chỉ dao động anh em ạ, dao động uh, lâu lâu thôi. Ấy ví dụ như lượt chưa mình mới vào là nó dao động khá nhiều về cửa trên anh em này. Ấy nhưng mà bây giờ nó lui lại rồi anh em nhá. Bây giờ chủ yếu về cửa dưới chính này. Đó cho nên là uh, khi nào anh em ạ, nếu như mà về cửa trên nhiều thì anh em nên lót hai cửa cho mình. Ấy à, và ở dưới thì anh em cũng sẽ nên lót hai cửa nhá. Và thời điểm như thế thì anh em phải nên đi căng cho mình bốn cửa là phải chắc chắn rồi anh em ạ. Ok chưa? Đây rồi, cửa này chắc chắn là không thành công rồi anh em ơi. Đấy, đã về mắt đa thì chịu rồi anh em ạ. À, mình đang tập trung vào ít ví dụ như là khai lát này, quốc bon chen này, à, chủ yếu thôi. À, và bên đúc thì mình không tập trung đâu, mình chỉ lót thôi anh em ạ. À, nhưng mà mình chỉ lựa chọn là một điểm lót là mắt hay là bên đúc thôi. Thế nhưng mà đã về cho mình mắt đai anh em ạ. Rồi không sao anh em nhé, lần này mình sẽ đi hai trên hai dưới này. Ok chưa? Xem nó quay lại với mình không anh em nhá. Ui giời đây rồi. Quá tiếc luôn anh em ạ, quá hai cửa luôn. Quá hai cửa luôn anh em ạ. Thôi không sao anh em ạ, làm lại thôi. Đó quay lại cho mình à, với à, mét bại rồi Nhưng mà Cửa này mình đi hai trên hai dưới là không thành công rồi. Rồi, thì à, tiếp tục về bên đúc anh em ạ, vẫn cửa dưới nhá. Chủ yếu cửa dưới thôi. Cho nên là mình sẽ vào cửa này với cửa 400 này, ok chưa? Ba cửa thôi anh em ạ. Và đúng ba cửa thôi. Đấy rồi, chắc chắn rồi anh em nhá đá về cho mình khai lát anh em này đấy bốn trăm anh em ạ ngon lành chưa lên lại hai mét rưỡi rồi quá tuyệt vời rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục khai đi vài một vài cửa đầu em nhé nhá ấy coi như hôm nay ăn non nhẹ nhàng như vậy là ngon rồi à, thì à, mình sẽ vào tiếp à, một cửa tham khảo thôi xem nó có về ít 40 như lúc nãy đâu anh em ạ Đấy, sau khi quay lại về chín cửa anh em này Đấy, ok đúng không ạ Ui sợi ơi anh em ơi không có đâu anh em ạ À gần 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 anh em ạ đúng gần luôn anh em nhá Nếu như mà vượt qua một chút xíu nữa thì chắc chắn tới thật sự Đấy, bởi vì là qua 1 2 3 4 5 6 7 8 cửa rồi anh em ạ 8 cửa thì khả năng quay lại là cũng rất cao rồi thì bây giờ mình sẽ à, nghiên cứu anh em à nghiên cứu đi à, với ba cửa tiếp theo Ok chưa rồi, Đồng thời lần này mình sẽ à, chắc chắn nó từ à, x20 rồi Đấy, 200 nhá Đây rồi anh em ơi Ok đẹp rồi đấy 5630 3 m anh em nhá thôi nghỉ anh em ạ à. quá ngon rồi vậy là hôm nay mình đã thành công quá ok anh em nhá với mục bột hôm nay mình mang vào chỉ là một mét thôi ấy mà hôm nay thành công lên được ba mét rưỡi vậy là mình đã có hai mét rưỡi rồi anh em nhá ok